anh cho ma cho em phỏng vấn anh tí đi. Anh về cái em hỏi về cái tính ổn định của chiếc xe em này. Rồi anh đến đi thôi. Cái chiếc xe này mình chạy được bao lâu rồi? Chiếc này chạy khoảng năm rồi. Một năm đúng không ạ? Trong cái lúc thời gian chạy thì nó có bị vấn đề gì không? Không, chạy thì mình thấy nó vấn đề nó ổn. Đi mà khi mình đi chớn á, đi nó rất im hơn những cái xe khác. Hiểu không? Là cái này nó phải là có chớn thì nó mới hoạt động tốt đúng không anh? Đúng rồi, nó là cái dòng ra điện nó phải đi chớn hết nha. Rồi thì cái mức độ tiêu hao nhiên liệu của nó thì như thế nào anh? Chắc cỡ khoảng 15 lít. 15 lít đúng không? Lít. Cái mức tải của anh thì nó như thế nào? Nó có khoảng chạy nó trung bình là thường thường mình hút là khoảng gì cỡ 1 tấn. Hơn 1 tấn. Tầm 8 tấn. 8 tấn. Hồi nãy anh có nói là 10 tấn rưỡi đúng không? Có khoảng là 10 tấn. Không, cái khi mà nó hàng mà mình chạy mà khi mà công ty nó đưa ra đó, mình phải lố hơn chút cỡ khoảng 10 tấn đó là. Cỡ 10 tấn đúng không anh? Thì cái lúc trước là anh mua cái chiếc xe này nó khoảng bao nhiêu tiền? Làm giấy tờ luôn khoảng chừng có 1 tỷ 50 triệu. Tỷ mốt 50 anh. Giá vậy nó cũng khá ổn đấy. Rồi, cảm ơn anh. Anh cảm ơn anh. Xin chào bạn đã quay trở lại với kênh Xe Tải Miền Nam. Thì hôm nay mình có một chiếc xe E8L đóng thùng đông lạnh quyền, đã sử dụng, đã lăn bánh được 1 năm rồi. Và tới thời điểm hiện tại thì chiếc xe đã chạy được 90.000 km theo cái giấy tờ ở đây. Nhưng mà theo mình nhìn ở trên công tơ mét thì nó là 92.622 km. Xe đời 2020. Ở đây này các bạn. Đó, đời 2020. Rồi. Hạn kiểm định tháng 10 năm 2022, tức là cái chiếc xe này đăng ký ra biển từ tháng 10 năm 2020 nhé các bạn. Đó. Chạy được 90.423 km theo cái giấy này. Rồi, mình sẽ quay tổng thể về chiếc xe này để các bạn xem là chiếc xe hoạt động 1 năm nó sẽ như thế nào. Thì ở đây thì mình thấy là anh chủ xe, anh Vinh, anh đã lên cái lốp Michelin. Đấy, lên lốp Michelin này các bạn, thay là cái lốp Maxxis hoặc là cái lốp DRC zin của cái con này. Rồi, mình sẽ quay kỹ về cái khung gầm nhé các bạn. Đó, ở đây thì anh cũng đặt bên chỗ quyền, họ làm cái hộp để bảo vệ cái bình ắc quy. Và đây anh làm thêm một cái hộp đựng cái đồ nghề. Đó, đây là cái số khung được đóng trên cái đà thùng của cái chiếc xe này. Rồi, chassis ở khu vực phía sau. Chỗ này hơi tối nhé bạn, mình sẽ ở quay làm sao cho nó cái hình ảnh nó tốt nhất cho các bạn xem. Ở đây mình có cái thông số này, cái ngày sản xuất này là mùng 9 tháng 10 2020. Đấy, bảo hành mùng 9 đến mùng 9 tháng 10 năm 2021, bảo hành 1 năm. Đó, rồi qua bên này, mình sẽ quay kỹ hơn những cái phần nào mà nó sẽ những cái phần chassis cho các bạn xem. Thùng nhiên liệu 100 lít. Đấy, anh cũng đã làm một cái xích để nó bảo vệ cái nắp bình dầu này để nó không có rớt, không có bị rơi. Đó, mình đã quay cái tổng thể của chiếc xe này rồi.
là các bạn quan sát ha, nó khá là ổn định. Rồi đó là cái phần bên ngoài, mình sẽ quay phần bên trong cho các bạn xem nó sẽ như thế nào. Ở đây thì anh đã bọc lại cái ghế anh đã bọc ra đó, và mình sẽ quay cái công tơ mét cho các bạn xem. Đây, mình sẽ quay cái công tơ mét cho các bạn xem. Đấy, như hồi nãy mình nói đó, đã 92.622 km rồi đó ở bên trong này. Anh này thì anh không có chơi xe, anh để zin thôi đó, cứ để tiêu chuẩn thôi ha. Đó, đó là cái bên trong của chiếc xe. Đã 1 năm sử dụng nhé các bạn. Mình sẽ quay hai góc cho bạn xem. Ở bên trong thì cũng khá là ok. Tí nữa anh chủ xe ra, mình sẽ phỏng vấn anh. Mình sẽ hỏi anh trực tiếp luôn. Hồi nãy mình cũng có hỏi rồi, anh cũng trả lời cho mình rồi, mà mình cũng nắm được cái thông tin rồi. Cho mà cho em phỏng vấn anh tí. Anh về cái em hỏi về cái tính ổn định của chiếc xe mà. Rồi anh đến bình thường thôi. Cái chiếc xe này mình chạy được bao lâu rồi? Chiếc này chạy khoảng năm rồi. Một năm đúng không ạ? Trong cái lúc thời gian chạy thì nó có bị vấn đề gì không? Không, chạy thì mình thấy nó vấn đề nó ổn. Yeah. Đi mà khi mình đi chớn á, đi nó rất im hơn những cái xe khác. Yeah. Hiểu không? Là cái này nó phải là có chớn thì nó mới hoạt động tốt đúng không? Đúng rồi, nó là cái dòng ra điện nó phải đi chớn hết nha. Dạ. Rồi thì cái mức độ tiêu hao nhiên liệu của nó thì như thế nào ấy? Chắc cỡ khoảng 15 lít. 15 lít đúng không? Dạ. 15 lít. Cái mức tải của anh thì nó như thế nào? Nó có khoảng chạy nó trung bình là thường mình hút là khoảng gì cỡ 1 tấn. Hơn 1 tấn. Hơn là tầm 8 tấn. 8 tấn. Hồi nãy anh có nói là 10 tấn rưỡi đúng không? Có là 10 tấn. Không, cái khi mà nó hàng mà mình chạy mà khi mà công ty nó đưa ra đó, mình phải lố hơn chút cả khoảng 10 tấn đó là. 10 tấn đúng không anh? Thì cái lúc trước là anh mua cái chiếc xe này nó khoảng bao nhiêu tiền? Làm giấy tờ luôn khoảng chừng có 1 tỷ 50. Tỷ mốt 50 anh. Dạ vậy nó cũng khá ổn đấy. Rồi, cảm ơn anh. Em cảm ơn anh. Cái khả năng hoạt động của chiếc xe này mình có anh Vinh, anh cũng đã trả lời rồi, và anh Vinh đã đưa xe ra bãi mình.